Ấy cá. Lấy cái mặt chưa? Ấy cái cửa. Bây giờ điên rồi, nó nhảy đấy, nhảy loạn rồi đấy. À. Đấy, hôm nay là anh em về quê là đang kéo cá ao nhá. Ú, nhìn nhiều lắm. Ao đây toàn cá, nói chung là cá to đấy. Đấy. 18 cân. Cũng có. Ấy. Nhiều lắm. Đấy, kín rùng rồi đấy. Đấy, nhảy kìa. Nặng quá. Nặng nhỉ, nhiều lắm này. Ôi, mấy con to kìa. Đấy. Anh em về quê cao cá. Bắt đầu ạ. Nhưng mà nó không gần quá, không gần quá là không được. Bắt đầu đá bị bắt. Cẩn thận. cá to quá. Tiếp cho. Hả bác? Ô cái lỗ thế. Sao cái anh cửa cái gian đâu nhỏ thế? Kéo sớm hết bao. Đúng rồi.
rồi, đẹp rồi, ái ái ái. Yếu sao á, Kiên? Yếu rồi sao ạ? Ra hết anh Cường. Quay nó vài vòng nó say nó tư đỏ à? Nó thấy vào nhiều lắm rồi nhỉ. Bên đây là 3 con rồi. Úi 4 con. Không. À, bên này nữa. Rồi 4 con nữa. Nó nhốt một con vào với nhau thế này hết nhỉ? Sợ. Hắn muốn ra rồi bọn này à? Bọn này đang muốn ra này này. Mâm cúng là có thịt đâu ấy, Tết là phải cúng cái này này này, có thịt thì có lòng chầu có cầu em mới làm thêm quay cái nhà chung làm cái kim bồ anh kia ạ. Anh em đang làm cái kim bồ mà cầm chống dung em. Anh em đang lần thái thịt. Ừ, thưa đây này, phải chưa? Nóng thì từ từ anh. Quay cái đùi nó bị đấy. Thịt con heo, thịt này mà ăn nhá. Ngon không? Ngon, không có bột. Được mẹ. Được mẹ. Bao nhiêu cân tí? Tạ. Tạ, ấy được ngon tuyệt vời nhờ. Mai về chưa mai. Mai nhắm về được nhờ. Nóng thì nghỉ đi. Alo. Dạ. Mấy cái đĩa xem cái thịt đây cho bà là...